Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hành trình tuyến đường Hùng Vương, An Dương Vương các bạn nhé. Bên cạnh chúng ta có chè chua như thế, rất là sạch sẽ các bạn. Bên trái chúng ta là chợ Ấn Cửu. Tiếp đến là chợ Ấn Cửu. Bên phải là đường Phan Chu Trinh và bên trái chúng ta là đường Vàng Vàng hay là gọi là Hai Triều ạ. Con gần buôn bán đoạn đường này đến về Gạch Men. Hôm nay trời rất đẹp các bạn, trời đầy sao và trăng các bạn. Con đường này có nhiều hàng xe máy và bên phải chúng ta là đường Ngũ Bình. Đây gọi là nghèo dân say. Cửa hàng nội thất ô tô, cửa hàng Honda, Hoàng Thông, cửa hàng xe máy tính. Và tuyệt đường là chúng ta giao nhau với đường Hồ Đắc Di. Đường Hồ Đắc Di là như trường học và làng đại học. FPT bên trái chúng ta là bên xe Việt Nam các bạn nhé. Phải chúng ta là trường Âu Lạc. Ta đang đi qua cổng bạc một các bạn. Bên phải chúng ta là đường Tàu Hỏa. Nó đi song song với đường An Dương Vương các bạn. Bên trái chúng ta là đường Âu Lạc các bạn. Bên kia là Sở Giao thông Giảm Giao thông của bạn. Bên này là chưa về gara, trường xe ô tô.
tiếp đến là showroom Mitsubishi Suzuki. Các bạn trai chạy xe bộ tốc độ rất cao các bạn. Vèo vèo. Đoạn này có nhiều showroom xe ô tô các bạn. Showroom Mitsubishi, showroom Kia, Mazda, rất nhiều showroom. Phía trên là cầu vượt Thủy Dương. Mình xin đẹp dừng video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share các bạn nhé. Cảm ơn mọi người.